Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Hy vọng nào cho Nghệ An, Hà Tĩnh nhận xác về hay đón lọ tro. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất đau thương, đó là việc 39 xác chết đã bị đông cứng trong chiếc container lạnh tại Anh, và rất nhiều đồn đoán trước đó đã nói rằng đó có thể là những người Việt Nam. Và quả thật trong thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những thông tin của các gia đình Việt Nam từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đưa thông tin rằng con và cháu họ cũng như chồng của họ đã bị mất tích trong thời gian đó. Và trên 20 gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh đang chìm trong đau thương khi có thể họ sẽ mất đi vĩnh viễn người thân của mình. Và đây là thông tin mà báo chí quốc tế đã bắt đầu đăng tải về cái việc này. Ở đây là hình ảnh các bạn có thể thấy là vụ 39 người chết đông lạnh ở Anh, cha cầu nguyện cho con trai mất tích. Đây là hình anh Nguyễn Văn Hùng, có khả năng nằm trong số 39 nạn nhân buôn người chết trong xe tải đông lạnh bị phát hiện tại gần London, Anh vào hôm 23 tháng 10 năm 2019. Và đây là hình ảnh trên Facebook của anh Hùng Nguyễn đã chia sẻ hình của mình. Cha của một trong những người di dân Việt Nam đang bị mất tích cầu mong cho con trai của ông không nằm trong số 39 thi thể được cho là những người nhập cư lậu vào Anh mới được phát hiện trong một xe tải gần London vào tuần trước. Ông Nguyễn Thanh Lễ nói từ Diễn Châu, Nghệ An hôm 28 tháng 10 rằng con trai ông Nguyễn Văn Hùng hiện đang mất tích trên đường sang Anh từ Pháp. Hùng nói chuyện với gia đình lần cuối cùng là vào ngày 21 tháng 10. Ông Lễ nói cho biết Hùng nói với gia đình rằng sẽ đi sang Anh bằng taxi. Và quả thật thì các bạn cũng đã biết không có một chuyến taxi nào chạy từ Paris từ sang Anh bằng cả. Bởi vì họ không có giấy tờ thì chắc chắn nếu mà đi taxi thì sẽ bị bắt ngay. Và đây là cách nói có lẽ được anh Hùng để cho trấn an người nhà mà thôi. Ông Lễ cho biết gia đình ông đã gửi ảnh và thông tin của con trai cùng mẫu ADN cho người thân để xác định danh tính của Hùng. Nhưng ông Lễ hy vọng người con trai 33 tuổi của ông không nằm trong số những người đã bị chết cóng trong chiếc xe định mệnh hôm đó. Sau khi rời Việt Nam cách đây gần một năm, Hùng tới Pháp qua ngã Nga. Ông Lễ cho biết và chặng đường mà người con trai của ông tới châu Âu trước khi sang Anh. Thấy bố mẹ bị bệnh tật ốm đau, Hùng muốn đi kiếm đồng tiền. Thứ nhất là để giúp bố mẹ, thứ hai là để kiếm cuộc sống khấm khá hơn. Ở Việt Nam học ra mà chẳng làm được việc gì cả. Đây là chia sẻ của ông Lễ đã nói như vậy. Và ông Lễ nói rằng ông hiện nay đang bị suy thận, tiểu đường và huyết áp cao, trong khi vợ ông cũng bị bệnh tật vì già yếu. Và điều này rất nghiêm trọng khi những thanh niên tuổi trẻ như thế này tại Việt Nam đã lần lượt bỏ quê hương mà đi, bởi vì họ cũng đã chia sẻ trong cái thông tin của mình ở trên Facebook rằng họ không thể làm gì ở Việt Nam được với những cái bằng cấp như vậy, vì cuộc sống ở Việt Nam rất khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau và họ phải ra đi. Và tới thời điểm này thì chính phủ Anh đã chính thức gửi cho Bộ Công an Việt Nam thông tin để xác minh 4 trường hợp được cho rằng là công dân của Việt Nam nằm trong số 39 người chết vì ngạt và cóng trên chiếc xe đông lạnh tại Anh. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông trong và ngoài nước cũng đã bắt đầu đăng tải. Đó là việc cảnh sát Anh chuyển hồ sơ 4 nạn nhân trong container cho Việt Nam. Đây là hình của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam cho biết là cảnh sát Anh đã chuyển hồ sơ 4 nạn nhân tử vong trong container cho phía Bộ Công an Việt Nam. Và trong trao đổi với báo chí bên ngoài hành lang Quốc hội sáng nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể nói được cụ thể về vụ 39 người tử vong trong container ở Anh. Trước những nghi ngờ về khả năng có nạn nhân người Việt Nam, Thủ tướng đã giao cho Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan chức năng của Anh để xác minh. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Bộ Ngoại giao đang thực hiện các phần công việc cụ thể, trước hết là giao cho Đại sứ Việt Nam tại Anh túc trực ở hiện trường, bám sát các hoạt động và động thái của cảnh sát Anh đưa ra và đợi các thông tin ở đây. Đây là hình ảnh của ông trả lời trước Quốc hội. Và các bạn cũng thấy rất rõ rằng cái việc xác định danh tính của những cái người sang theo con đường bất hợp pháp thì rất là khó khăn. Vì trực tiếp thì chúng tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều người chia sẻ rằng khi bắt đầu đặt chân đến châu Âu thì tất cả những giấy tờ tùy thân cũng như tất cả những cái gì có thể chứng minh được họ là người Việt Nam thì đã bị bỏ đi hoặc là hủy đi. Vì nếu cảnh sát Đức, cảnh sát Pháp và một số nước khác mà bắt được những người này và họ điều tra trên những cái điện thoại và những cái thông tin về cá nhân của người này mà chứng minh được rằng người này là người Việt Nam thì đương nhiên là họ cũng sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Và đấy là cái điều lý giải tại sao mà những cái người đi theo con đường bất hợp pháp thường không có giấy tờ hoặc là dùng giấy tờ giả. Và các bạn cũng đã biết
nếu giấy tờ giả thì rất là khó xác minh vì không thể biết danh tính của người này là ai và ở nước nào đến. Và cảnh sát trưởng điều tra tại Anh đã ra lời kêu gọi cộng đồng của người Việt Nam giúp đỡ xác nhận, xác định cái thân nhân của những người thanh niên, thiếu nữ đã bị thiệt hại một cách đau đớn này. Và đây là thông tin của ông đưa ra vào ngày hôm nay. Hình ảnh tránh danh xa cảnh sát Anh Martin kêu gọi mọi người dân giúp đỡ cảnh sát xác minh thông tin 39 xác chết. Tránh thanh tra thám tử tha thiết kêu gọi người nhà hợp tác. Chuyên gia nhận diện cấp cao tránh thanh tra thám tử ông Martin là người chịu trách nhiệm chính trong việc tìm danh tính 39 nạn nhân và đoàn tụ với người nhà, ông cho biết. Chúng tôi làm việc liên tục để hiểu 39 nạn nhân đã trải qua bi kịch như thế nào và nhận diện tất cả các vấn đề liên quan. Mới đây, ông Martin tiếp thu hình một cái clip và kêu gọi mọi người nhà nạn nhân hãy đến gặp sở cảnh sát và khẳng định sẽ không có ai bị theo dõi, bắt bớ hay truy cứu theo như lời ông nói như vậy. Và ngay sau giây phút này, chuyên viên nhận dạng và đội ngũ hỗ trợ vẫn đang chờ đợi các bạn. Dù các bạn là người cư trú bất hợp pháp tại Anh thì cũng đừng e ngại, hãy can đảm đến gặp đội ngũ điều tra để 39 linh hồn nhanh chóng được yên nghỉ. Và đây là lời ông đưa ra, và nếu các bạn để gần lại thì thấy rất rõ một cái bản văn bản bằng tiếng Anh, và tất nhiên cũng có văn bản tiếng Việt được đưa ra và chúng tôi cũng xin chia sẻ sau đây. Và với những thông tin này thì đương nhiên là những cái người Việt Nam kể cả không có giấy tờ ở Anh cũng có thể ra để xác nhận thân nhân của với quen biết hoặc là người nhà của những cái người đã bị mất trong ngày hôm đó. Và nội dung của lời kêu gọi được ông cảnh sát Anh đưa ra như sau. Chúng tôi là nhân viên chuyên hỗ trợ gia đình trong việc điều tra. Chúng tôi có mặt ở đây để giúp bạn và trả lời bất cứ câu hỏi nào mà bạn thắc mắc. Để có thể giúp gia đình bạn thì chúng tôi cần một số thông tin từ bạn. Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của người mà bạn đang lo lắng. Thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo mật nghiêm ngặt và không bị lộ ra cho bất cứ ai. Chúng tôi không ở đây để bắt các bạn. Chúng tôi muốn giúp đỡ các bạn. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ các bạn đoàn tụ với người mình yêu thương. Và ông ký tên ở dưới. Và đây là cái điều mà cảnh sát Anh đang làm. Và tất nhiên nếu thông qua những cái đoạn video này mà chúng tôi phát trên YouTube, trên Facebook và trên trang Thời báo DE, nếu các bạn có những quan hệ hoặc có những cái biết thông tin về 39 người xấu số đã chết lạnh cóng trong container lạnh tại Anh thì hãy cung cấp sớm những thông tin cho cảnh sát Anh để họ có thể xác nhận thân nhân, và có thể 39 người đó như ông đã nói sớm được an nghỉ. Đấy là điều rất quan trọng. Và sự việc này cũng quá sốc với người dân Anh và các nước châu Âu. Đích thân Thủ tướng Anh đã đến tận địa phương xảy ra sự việc để thăm và tìm hiểu cũng như ghi sổ tang. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy. Mặc dù đang rất bận với chương trình của hội nghị cũng như là chương trình của Brexit, tức là nước Anh thoát ra khỏi châu Âu, nhưng ông vẫn đến và Thủ tướng Anh tới hiện trường 39 thi thể đông cứng viết lời chia buồn. Trong sổ chia buồn, ông Boris Johnson viết: cả nước Anh và thực sự là cả thế giới vẫn còn đang sốc trước thảm kịch 39 người chết trong container, lên án sự nhẫn tâm và tàn độc của những kẻ tổ chức đường dây này. Và đây là hình của Thủ tướng Anh viết trong sổ tang chia buồn tại hiện trường. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ điều đó. Và như vậy là chúng ta đã thấy những cái cán bộ cấp cao nhất của Anh cũng đã đến tận hiện trường để có thể theo dõi tình hình và có thể chỉ đạo những cái công tác điều tra cho phát triển và xúc tiến tốt hơn. Và ngoài ra, Đại sứ Anh tại Việt Nam ngày hôm nay 28 tháng 10 đã ra một thông cáo cụ thể về cái vụ việc nghiêm trọng với 39 xác chết lạnh cóng tại Anh như sau. Và đây là hình cái thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Chúng tôi xin trích đọc. Thông cáo của Đại sứ Chris White về vụ việc 39 người chết tại Essex, Anh. Ngày hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019, tôi đã có cuộc gặp với Bộ Công an Việt Nam để thảo luận về thảm kịch mới xảy ra gần đây tại Essex, Anh, nơi 39 thi thể đã được tìm thấy trong thùng xe tải. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính xác về những người này là ai và họ đến từ đâu. Nhưng dù bất kể quốc tịch nào, quốc tịch gì, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ. Chúng tôi biết cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và ở Anh đều đang rất lo lắng. Tôi và Bộ Công an đã bàn luận về cách hai chính phủ có thể kết hợp chặt chẽ trong việc quá trình xác định danh tính của nạn nhân. Như cảnh sát Anh đã giải thích với các đồng cấp của tôi, Đại sứ Việt Nam tại London, quá trình xác minh này sẽ mất rất nhiều thời gian nhằm đảm bảo nhân phẩm của các nạn nhân và sự chính xác trong quy trình giám sát pháp y, đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. Vương quốc Anh và Việt Nam là những người bạn và đối tác.
Chúng tôi sẽ hợp tác để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của nạn mua bán người, để truy tố những kẻ tội phạm liên quan và để bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Chris Watt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, ký ngày 28 tháng 10 năm 2019 là ngày hôm nay. Và đây là thông báo chính thức của Đại sứ quán Anh, và chúng tôi cũng sẽ xin chia sẻ sau đây khi mà các bạn xem video trực tiếp và chương trình này. Và ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã yêu cầu ngay Bộ Công an điều tra các trường hợp có thể liên quan đến cái chết của 39 nhân mạng này. Và đây là hình ảnh và thông tin mà phía Việt Nam đã đăng tải. Thủ tướng chỉ đạo điều tra đường dây đưa công nhân Việt Nam xuất cảnh. Thủ tướng giao cho Bộ Công an chủ trì điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép, báo cáo trước ngày 5 tháng 11. Chiều ngày 26 tháng 10, Văn phòng Chính phủ có gửi văn bản cho Bộ Công an, Ngoại giao và các tỉnh tại Nghệ An, Hà Tĩnh truyền đạt ý kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến 39 người chết trong container tại Anh. Lãnh đạo Chính phủ giao cho Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh nói trên và các địa phương, cơ quan liên quan nhanh chóng xác minh vụ việc có thể và có biện pháp xử lý đảm bảo phù hợp với các quy trình và pháp luật của Việt Nam và pháp luật quốc tế. Phải điều tra, phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Thủ tướng yêu cầu như vậy. Và với cái nội dung này thì các bạn đã biết, Việt Nam của chúng ta trong thời gian vừa qua đã gặp rất nhiều những cái khó khăn trong cái việc đấu tranh với Trung Quốc ở ngoài biển. Và ngay lúc này thì Quốc hội Việt Nam vẫn họp và có những phiên họp kín để bàn về việc đó, thì lại tiếp tục đến những cái vụ việc mà 39 người đã bị chết ở tại Anh, và rất nhiều người trong đó được cho rằng được đến từ Việt Nam. Và ngoài ra, trong vụ việc này chúng ta cũng đã chứng kiến việc Việt Nam và Trung Quốc đã phải hợp tác với nhau trong cái việc điều tra 39 người. Trung Quốc phối hợp với Việt Nam trong vụ 39 người chết ở Anh. Trung Quốc đang duy trì liên lạc với Việt Nam về vụ 39 người chết trong container ở Anh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay. Cảnh sát Anh đang điều tra sự việc và không thể xác nhận danh tính các nạn nhân. Họ cũng chưa cung cấp thêm những thông tin cho chúng tôi. Tôi khẳng định rằng Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các ban ngành liên quan của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay nói trong cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi liệu nước này có thảo luận trực tiếp với Việt Nam về vụ 39 người chết trong container ở Anh hay không. Đây là hình ảnh của phát ngôn viên Cảnh Sảng trong một cuộc họp báo gần đây. Ông Cảnh Sảng cũng bình luận về giả thiết cho rằng các nạn nhân sử dụng giấy tờ giả và xuất phát từ Trung Quốc. Ông nói, tôi tự hỏi những dự đoán này dựa trên cơ sở nào. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ đưa ra quan sát dựa trên thực tế thay vì những phỏng đoán mang tính chủ quan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói như vậy. Và như vậy chúng ta đã chứng kiến tiếp tục là Việt Nam và Trung Quốc nằm trong một cái đường dây chung là đưa người Việt Nam qua Trung Quốc và từ đó đến Serbia và một số nước khác để cuối cùng vào Anh. Và cái diễn biến mà 39 người đã bị chết có liên quan đến Trung Quốc, có liên quan đến Việt Nam, và đây là một đường dây quốc tế rất lớn. Và chắc chắn rằng sắp tới khi cảnh sát Anh và cảnh sát quốc tế điều tra ra thì sẽ còn rất nhiều những cái thông tin mới để có thể cập nhật cho các bạn. Và Việt Nam kể từ năm 2020 sẽ nhận hai chức danh rất quan trọng, đó là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Luân phiên ASEAN. Vụ việc nhiều công dân Việt Nam chết trong container đông lạnh tại Anh là đòn giáng rất mạnh vào bộ máy của Hà Nội. Và đây là điều chúng ta có thể thấy thời gian gần đây, việc Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu cho 5 ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam là ứng viên duy nhất của khu vực châu Á và đã trúng cử với số phiếu 192 trên 193. Tức là có một mình Việt Nam bầu ứng cử mà thôi, và chắc tất nhiên là sẽ được phiếu cao. Sau quá trình bỏ phiếu và 40 phút kiểm phiếu, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Và đây là hình ảnh của hội đồng, và đây là điều cũng rất là vinh dự cho Việt Nam. Tuy nhiên, với những thành tích về buôn người như vậy thì Việt Nam chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trong cái thời gian tới, và điều này Việt Nam cần phải nghiên cứu và tìm mọi biện pháp để có thể làm sao tránh xảy ra những trường hợp tương tự. Và cái việc hy vọng người mất liên lạc với gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện trở lại hiện nay của các gia đình ở đây thì thực sự là một điều hết sức mỏng manh. Vì với thời đại kết nối Internet toàn cầu, cần rất nhanh một cái thông tin chuyển từ bên A đến B, thì với 5 ngày đã trôi qua kể từ khi phát hiện được 39 thi thể chết cóng trong xe đông lạnh tại Anh, vẫn chưa có bất cứ người mất tích nào liên hệ lại với các gia đình nạn nhân. Và đây là hình ảnh chúng ta có thể thấy rất rõ rằng quê nhà lòng như lửa đốt khi con đi du lịch qua Anh rồi mất liên lạc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đình Sắt,
bên tấm di ảnh của anh con, anh Nguyễn Đình Tứ, con trai ông Sắt, mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua. Nhiều gia đình ở huyện Yên Thành, Nghệ An có con đi du lịch ở các nước châu Âu đang nóng ruột, chờ thông tin xác định danh tính 39 người chết trong container ở Anh. Và với những hình ảnh này chúng ta thấy rất rõ rằng đây là cái điều rất đau khổ cho những gia đình Việt Nam, đặc biệt ở miền Trung. Thì họ đã phải ra đi vì cái cuộc sống, nhưng cuối cùng là họ cũng phải, có lẽ nhiều người đã bỏ mình nơi xứ người. Và thông thường thì những trường hợp bị chết của người di cư ở châu Âu như vậy thì sau khi điều tra và xác minh xong thì những xác chết này sẽ được trao lại cho thân nhân để mang về nước làm lễ an táng hoặc là hỏa thiêu ngay tại Anh. Và cũng có trường hợp muốn mang nguyên xác về quê hương để an táng và chôn cất, thì cái chi phí này theo như chúng tôi điều tra thì biết được, nếu mà mang một xác nguyên từ châu Âu về Việt Nam thì qua những cái đường, qua các phương tiện đặc biệt để chứa đựng nó, bởi vì nó phải làm mát trong quá trình đi lại, thì nó cũng có thể sẽ mất đến khoảng 200 đến 300 triệu đồng Việt Nam nữa. Nhưng cho dù những thanh niên này phải trở về Việt Nam bằng cách đựng trong lọ sành hay đưa nguyên xác, thì nỗi đau sẽ mãi mãi hằn sâu trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Họ cần hành động để đảm bảo cho bản thân và con cháu muôn đời sau này sẽ không phải ra đi và trở về bằng cách đau buồn này. Đảng Cộng sản Việt Nam hãy dũng cảm vứt bỏ chủ thuyết ngoại lai, độc ác và đầy đau khổ để trở về với dân tộc. Điều này là nguyện vọng của đa số người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ tới các bạn trong thời gian nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi ở trong YouTube này cũng như trên Facebook để có thể luôn nhận được những bản tin mới nhất từ chúng tôi. Chào các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.